Huynh đệ chúng tôi dặn dò thuộc hạ đến giang hồ để thăm dò tin tức, không phải nhằm phanh phui chuyện đời tư của bạn bè, chẳng qua đã quan sát mọi chuyện rồi ghi lại. Tất cả những môn hộ bang phái bị chúng tôi đào gốc trốt rễ đều là tội ác tày trời, trời đất không thể tha thứ. Chúng tôi không dám nói là thế thiên hành đạo, nhưng mà thiện ác phải phân biệt thật rõ. Nếu như chúng tôi đã lên hiệp khách đảo thì không được hổ thẹn với hai từ hiệp khách. Xin quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ, có danh môn danh phái nào đó hay băng hội hành hiệp trượng nghĩa tại vì họ không nhận đồng bài mà bị tru diệt hay chưa? Do đó, những người chúng tôi giết đều là kẻ đáng tội. Hà Bắc Nhiếp gia trưởng, Nhiếp Vạn Nhân, huynh ấy hoàn toàn không có tội, nhưng các vị lại tiêu diệt cả gia đình huynh ấy. Mời Bạch tiên sinh xem lại. Lợi hại thiệt ha, lợi hại thiệt. Hồng Hòa trúng địch, Hải La tấn công, phát âm khí bằng nội công như vậy, ai mà đỡ cho nổi chứ? Hắn lén cấu kết với quan phủ nhuộm máu lâu đài trấn, bởi vậy chết không thể đối chứng. Ai biết chuyện đó là thật hay giả đi? Tại hạ không dám nói hai vị đảo chủ làm sát kẻ vô tội, nhưng người do hai vị phái đi lỡ tin lời sàm ngôn cũng có thể xảy ra chuyện. Nếu như Quy Đức tiên sinh không tin, vậy thì mời ông xem tiếp bằng chứng này. Hay, hay quá ta. Đây là biên lai do đích thân Nhiếp Lập Nhân ký lúc hắn nhận ngân lượng của quan phủ. Đây thật sự là nét chữ do Nhiếp Lập Nhân viết. Đúng là biết người biết mặt, không biết lòng. Nếu như tôi biết những chuyện này sớm hơn, cho dù hiệp khách đảo không giết hắn, Bạch Tự Tại tôi thề lấy mạng hắn. Khâm phục, khâm phục. Hiệp khách đảo đúng là nhân tài tề tụ. Họ không những có võ công cao cường, còn hành xử chu đáo, cư xử công bằng. Thưởng thiện tôi chưa được nghe qua phạt ác công bằng như vậy, đúng là hiếm thấy thật đó. Đệ tử phái Tuyết Sơn tôi không ít, nhưng những người như vậy biết đi đâu mà tìm? Xem ra danh hàm đại tôn sư của tôi nếu còn tự nhận lấy, thật sự hổ thẹn với thiên hạ. Nếu nói như vậy, những người bị hiệp khách đảo giết hại đều là những kẻ đáng chết không nên tha. Hiệp khách đảo mời võ lâm cao thủ tới đây chỉ để trau dồi võ học thôi sao? Đúng vậy. Vậy tại sao những cao thủ từng đến hiệp khách đảo ai nấy đều bị giết chết hết, kể cả hài cốt cũng không được về quê? Đúng vậy, Đinh tiên sinh nói vậy là sai rồi. Nghe người ta nói, sao có thể tin được? Theo lời đảo chủ nói, bọn võ lâm cao thủ đó không có ai chết hết hả? Mắc cười, thật là mắc cười. Mắc cười, đúng là mắc cười. Có gì đâu mà mắc cười. Đinh tiên sinh là khách của chúng tôi, ông thấy mắc cười, buộc lòng tôi phải phụ họa thôi, chứ biết làm sao bây giờ. 30 năm qua, những người từng đến hiệp khách đảo ít nhất cũng vài trăm người. Đảo chủ nói họ vẫn còn ở trên đời này, không mắc cười hay sao? Người phàm ai cũng có lúc phải chết. Hạn lớn đã tới, không phải thần tiên có ai thoát chết. Nói chung, không phải bị hiệp khách đảo hại chết là được rồi. Hay quá. 24 câu thơ bên trong 24 hàng đá này, nó lấy từ bài Hiệp Khách Hành của Lý Bạch. Mỗi hàng đá trên đây đều có khắc một câu, và phần dưới mỗi câu đều có khắc hình chú giải. Bên trong mỗi câu thơ đều ẩn chứa võ công bí cấp khá sâu sắc. Các vị có thể tùy ý tham quan các hàng đá. Các vị thích xem thứ gì thì xem thứ đó. Nếu không muốn xem, các vị có thể đi về. Đảo chủ chúng tôi tự do đi lại theo ý thích của các vị. Tự do đi lại hả? Còn bên kia coi, đi lẹ lên, đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các vị, xin mời, đây là hàng thứ nhất. Mời. Mã huynh đệ. Chào ngài. Lưu trưởng môn. Thiên Kim báo. Huynh, tại sao huynh lại ở đây? Không thấy tôi luyện kiếm hả? Cường tử, cường tử, là tôi nè. Thiết giờ, huynh không nhớ tôi hả? Huynh là trưởng môn của Sơn Đông Bắc Thiên Kiếm Ô Nhậm Hội chứ đâu. Ông là đường chủ của Thiểm Tây Bắc Quái Liên Hoa Trưởng Lưu Khải Định chứ đâu. Các vị vẫn còn sống sao? Bạch Tự Tại, sao bây giờ mới tới? 10 năm trước, huynh được Hiệp Khách Đảo mời đến đây ăn cháo. Tôi còn tưởng huynh đã chết rồi. Tôi khóc suốt mấy ngày luôn. Tôi vẫn khỏe, ở đây học luyện võ công thượng thừa. Ai nói chết vậy? Ông đúng là vô phúc, cho nên bây giờ mới tới được. Lão Ôn chứ ai? Lão Ôn, ông chưa chết sao? Trời ơi, sao ông không chịu thông báo cho người nhà vậy? Vợ của ông tái giá rồi. Mau ngồi xuống, ngồi xuống luyện võ công cùng giải bài thơ Hiệp Khách Hành. Nó bao hàm bí cấp võ công từ cổ chí kim, bác đại tinh thâm. Chúng tôi dốc hết tâm trí vẫn chưa tìm hiểu được một phần cái hay của nó đó. Lão Tứ, bên kia có người giống Đinh Gia Quyền của chúng ta, qua coi thử đi. Đi, đã say mê rồi. Đúng vậy, từ nay họ sẽ say mê nó. Ông nội, đi thôi ông nội. Nội, nội xem, đó là hình gì? Đó là câu thứ nhất trong bài thơ Hiệp Khách Hành của Lý Bạch. Chịu khắc mạng Hồ Anh. Chịu khắc. Hình như trong câu này ám chỉ chiêu khắc. Không đúng. Hồ Trang Tử nói chữ hồ của trong Thiên Kiếm là chữ hồ của Hồ Đồ, chứ không phải là Hồ Tây Dực. Không hẳn. Ông xem coi chú giải tiếp theo đi. Mạng hồ võ sĩ ăn danh, đó là một loại trang sức mà võ sĩ mang theo. Sai rồi, sai rồi. Ông xem chữ hồ của nó đã nói lên điều gì. Ẩn chứa trong đó có nghĩa là không đúng, không đúng. Ông đọc câu trên coi. Không, cách giải thích của ông thiếu thuyết phục. Theo cách giải thích của Trang Tử Dịch Kiếm Phổ thì nó phải như vậy nè. Ông coi, nó như vậy nè. Triển đường chủ, muốn đi qua Đại Mạc cần bao nhiêu lâu? Vị hướng đạo này nói rồi, chỉ cần 5 ngày thôi. Nhưng không may gặp phải tuyết địa long hay là lạc đà phong, không chỉ mất thời gian mà còn mạo hiểm rất lớn. Tuyết địa long, lạc đà phong là gì? Tuyết địa long là trời đột nhiên rơi tuyết. Cho dù ông có mặc bao nhiêu lớp áo da, nó cũng xuyên thấu được hết. Lạc đà phong, gió lạnh buốt, lạc đà cũng chết cống, nói gì tới ngựa. Đây là mùa đông, khí hậu thất thường. Nói đoàn người phía sau theo sát chúng ta đi. Dạ. Tam đệ à, đại ca, dì ca, hôm nay đệ xem đến đâu rồi? Những gì họ nói đệ nghe không hiểu, những chữ viết trên tường đệ đọc không được. Trời ơi, vậy ngày mai đệ định về vào lúc nào? Lúc nào? Vậy ngày sau đệ và ông nội đi về. Tam đệ, hai vị ở không cũng vậy, hay là ngày mai tới đó đi xem tiếp? Được. Hãy
nắm lấy mọi võ công. Lão đệ, chiêu vừa rồi của đệ có sự đột phá mới, nhưng mà cậu phải ghi nhớ tổng quát của chiêu kiếm này là Ngu Câu Tư Lôi Minh Nguyệt, gồm có 6 chữ Ngu Câu Giả, Loan Đao Giả. Lúc cậu xuất chiêu không được quên hai từ Loan Đao, nếu không sẽ đánh mất ý chí của nó. Đại ca, huynh quên mất một điểm quan trọng rồi. Huynh xem chú giải trên tường đi. Trong chú giải nói, cẩm đới mùi Ngu Câu, tuy Ngu Câu là lưỡi liềm, nhưng nó được dùng làm binh khí. Như vậy có nghĩa là trong kiếm pháp vẫn tiềm tàng thế Ngu Câu, nhưng không phải là lưỡi liềm như huynh nói đâu. Sai rồi, sai rồi. Ngu Câu Tư Lôi Minh, ánh sáng chói mắt, chỉ tả lúc rút kiếm ra thôi. Nào, tiếp tục đi. Tam đệ, nhị ca, sau khi đệ luyện kinh lạc đồ ghi trên người đất, nội lực tăng nhanh, nhưng mà nó không thể so với lực mạnh như hôm nay. Trong bụng của đệ y như bị lửa đốt vậy, e là chất độc trong cháo lập bát phát ra. Thì ra những hình vẽ có liên quan tới tu luyện nội lực. Nếu không đệ luyện tập, ắt sẽ ra một bộ kiếm pháp. Nhị ca nghĩ có đúng hay không? Mình đi kể cho nội nghe. Ông nội, con muốn hỏi ông nội, chữ viết khắc trên tường là nói những gì vậy? Câu này gần giống như một câu của phái Tuyết Sơn chúng ta. Không cốc lai phong. Bạch huynh, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Bạch huynh, tôi ở trong hang này 10 năm, chẳng lẽ tôi không hiểu sao? Huynh lại sai rồi. Võ học y như thiền học của nhà Phật, huynh nghiên cứu 10 năm, không chừng thua cho người nhất thời ngộ ra. Bạch huynh, huynh lại sai rồi. Thân di bồ địa thổ, tâm thị minh kính đài, thì cần bất thức, nhật sứ nhược trần ai. Võ công cần phải siêng năng tu luyện mới được đó. Sai rồi, sai rồi. Bồ đề vốn vô thụ, minh kính diệt vô đài. Ông nói sai nữa rồi. Mọi chuyện đều là con số không, lấy đâu ra cây bồ đề chứ? Một huynh đệ, xem ra nhóm người lần này và mấy người lần trước không khác là bao đối với chúng ta, không giúp đỡ được gì hết. Có lẽ là ý trời. Vậy chúng ta phải chịu bó tay thôi. Nói chung là không ai ăn nữa. Kể cả Bất Tam Gia Gia cũng chê thức ăn tôi nấu không ngon. Họ đã mê muội rồi. Tam đệ, đại ca, nhị ca. Đại ca, nhị ca, hai vị đảo chủ cũng y như là bị mê muội vậy. Hình vẽ và chữ viết trên vách đá đó cuối cùng có gì hay ho chứ? Đệ thấy không mê chứ gì? Phải, thì tại đệ mù chữ mà. Đệ cũng không muốn hiểu làm gì. Đệ có biết chúng võ lâm cao thủ, họ đang cố tìm hiểu, họ có thể tốn vài chục năm. Còn đệ tại sao không làm được vậy? Tại sao vậy? Một, đệ không muốn học võ. Hai,
để không biết chữ, để không hiểu. Người ta bỏ cả đời để tìm hiểu võ học trên đó, giúp được gì cho bản thân mình và giúp được gì cho các bá tánh. Tam đệ à, nếu đệ muốn đi về, ta sẽ đưa đệ về. Cô gái xinh đẹp đó còn đang chờ đệ. Có đi thì mọi người sẽ cùng nhau đi chung. Đệ không thể để họ ở lại, họ sẽ chết già tại đây. Tại sao vậy? Mắt nhìn. Vậy mới là cố chấp của họ. Cố chấp của họ. Cố chấp của họ. Cố chấp của họ thì sao? Cố chấp của họ và cố chấp lãnh ngộ chỉ chênh lệch hai từ thôi. Huynh đệ, thức ăn do đệ nấu ngon thật đó. Vừa rồi đệ nói cố chấp của họ và cố chấp lãnh ngộ chỉ chênh lệch hai từ thôi. Tuy chỉ chênh lệch hai từ, nhưng lại là một trời một vực.